Ngoại căn dặn bà nội phải ẩm Phin ngồi dậy, đắm massage lưng này cho Phin. Là một. Hai nữa, phải ẩm Phin ngồi dậy bốn, chứ không có thể nào mà bỏ Phin nằm dưới võng, mà đút cái bình sữa cho Phin bú chốc 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 mà Phin ngủ, đưa dù 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 cái võng y cái thức đu vậy đó. Bà ngoại mới nói bà nội hồi chiều đó, chứ không có thể nào để cho Phin nằm như vậy, rất là tội nghiệp Phin. Đừng có thấy người ta dễ mà ăn hiếp người ta cái cách đó. Bà ngoại nói đúng không? Nên mốt con lớn rồi, bà ngoại nhắc nhủ lại, con sẽ nói với bà nội nha, không được như vậy nha. Nghe ngoại nói không? Con có hiểu không? Ngoại nói con hiểu không? Hả? Từ ngày bà ngoại bệnh tới giờ bà ngoại giao con cho bà nội đó, bà ngoại nóng ruột lắm, con có biết không? Bà nội ẩm cưng như trứng mỏng, nhưng mà cái là bà ngoại, bà nội không có vỗ lưng con như cách này. Còn bà ngoại á, là bà ngoại vỗ lưng con cách này, đôi lúc con nằm á, con không khỏe vắng được cái lưng của con. Con hiểu ngoại nói không Phin? Phin à, con ngó lên mặt ngoại coi. Ờ, ngoại nói con có hiểu nha. Cưng lắm, cưng quá vậy trời. Cưng lắm, Phin ơi, ngoại cưng cục vàng của ngoại nhiều lắm. Cưng nhữ vậy ta, trời ơi. Cưng nói mà ngút ngút lên cái miệng mà ngoại á. Ô, từ lúc bà ngoại bệnh tới giờ á, bà ngoại ẩm bế không à, giục người ta trên giọng á, chứ đúng có bình sữa cho người ta bú tóc tóc như vậy thôi, không có vỗ lưng cho người ta, cũng không bớt chân không, chúng tay không bớt luôn. Bà ngoại mới giận bà nội hồi sáng bớt tay bớt chân cho cô Phin, không có được Phin nằm một mình đâu vậy. Cưng dữ vậy ta, trời ơi cưng quá mẹ. Quá cưng. Ô.